Đi kiếm con ốc ơi. Cười cười nghe ai chạy. Ui. Nhìn đàng hoàng, có thấy con ốc không? Đội nó cái này là con ốc nó thấy là nó khoái rồi đó. Thì kiếm con ốc ở trong bụi cây này. Kiếm coi. Có thấy không? Có không? Có ở đâu? Có. Có thấy nó chưa? Thấy rồi đi đi bắt đi. Con này thấy hoài. Sao nữa? Đó thấy chưa? Đạp cục đạp. À, kiếm con ốc kìa. Trời nắng hay nó đi ngủ rồi đó. Trời nắng rồi. Con ốc nó đi ngủ rồi. Đi ra bụi cho cây trước coi. Đi. Đứng lên. Đi ra trước á. Cho bụi cây trước á. Đi từ từ. Rồi rồi, chỗ đó đó, bụi cây ở đây đó. Chỗ này chắc có con ốc rồi biết coi. Đây 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 đây. Chỉ cha chỉ cha chỉ. Đứng lên chỗ này nè. Đứng qua chỗ này nè. À. Này qua đây nè. Nè con ốc này nè. Để cho bẻ này qua. Đừng á. À, thấy chưa? Thấy. Thấy chưa? Đừng á. Để coi. Wow. Con ốc thiệt. Đừng á. Rồi cho nó đi đi vậy. Không sao. Vậy sao? À đó. Được chưa? Một con. Rồi được chưa? Được đi đi về nha. Dám cầm không? Đâu thử coi. Nó cắn một cái chảy máu vậy. Thì cầm đi. Rồi. Dễ dễ dễ. À, màu sô cô la, màu sô cô la. Để đó đi, coi còn nó không biết. Để con ốc ở đây đi. Coi còn con khác không. Mà đứng lên kiếm coi. Để cha kiếm. Đây. Thì khoan. Để người ta coi trong đây cái coi. Còn nữa không? Rồi mình bắt luôn. Bắt nhiều nhiều. Hai ba con. Hai ba con. Rồi đừng có đụng. Để người ta kiếm từ từ. Đây. Đây nè, cứ coi. Để coi cái này phải con ốc không? Con ốc này chắc chết rồi. Ở đây nè. Con này bự rồi, cứ coi. Rồi, ngồi xuống. Ngồi thích lại đây nè. Chỗ này nè, cha chỉ. Ngồi cũng giống này. Ok nè. Này nè. Đó, còn nó bự không biết coi. Bự không biết coi. Thì chúng mình đi bắt con đó.